Bye. Được đấy. Ra gì phết. Ra gì phết đấy. Như sạc camera mình cứ lo lóa đấy đó. Mẹ có 2 phút. Có mỗi từ dốc kia xuống mà nó đã lòi lên rồi. Ừ nhờ. Ra đã lòi được nửa rồi. Cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, nó đang nhú lên rồi. Hóa ra mặt tiền mặt dắt số lắm anh. Không. Con nào số má xanh chứ ngon đấy. Số còn, tại vì hai người thôi, một người anh vẫn lấy số. Đi xuống đến chỗ khó này thì một xe một người giữ đằng sau đi được, đi được không? Không, đoạn kia không có đâu. Không, cái đoạn chỗ này này. Đoạn kia nhìn lại ngon kìa. Đoạn kia ngon mà. Với cả cái đoạn trên này này. Khó này. Chứ là khó thì giữ đằng sau đi. Thì
đừng lấy người khác vào. Cái chỗ kia cũng chạm kìa. Cái cảm giác chỉ còn mỗi cái đỉnh cuối kìa. Không, ở dưới vẫn còn. Ờ, nhưng mà đứng lên nhìn. Mày chụp ảnh cái gì đây? Chào tí.